Xin các bạn đã quay trở lại với một số hỏi đáp, và đây thì là câu hỏi của bạn Quang Lê 7820. Chào anh, nhu cầu của em sử dụng cơ bản xem TikTok, không game, lâu lâu thì có chụp ảnh, nên chọn máy iPad Pro Max hay là iPhone 14 Plus? Thì hai con máy này rõ ràng là bây giờ chúng ta phân vân thì cũng đúng, bởi vì một con đời thì nó hơi sâu nhưng mà nó lại sang hơn cái con máy mới kia rất là nhiều, bởi vì dù gì nữa nó cũng là một con Pro Max mà, và giá của chúng nó thì lại cũng khá là xem với nhau, chênh nhau đâu đó chỉ khoảng tầm 2 triệu mà thôi. Và nếu như bây giờ các bạn đang quan tâm cả iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Plus thì cũng có thể tham khảo ngay tại XT Mobile. Ở đây thì hiện tại mình thấy có rất nhiều những chiếc máy cũ giá rẻ thực sự luôn các bạn, và XT Mobile thì như mình đã nói rất nhiều ở trong các video trước rồi, giá thật rẻ thật, và các bạn nhìn thấy giá như thế nào trên web là họ đang có những con máy như thế bán với giá đúng là như vậy. Ok, thế thì với cái nhu cầu của bạn đấy là không game nhưng mà sử dụng TikTok và lâu lâu chụp ảnh, thì mình sẽ đề xuất bạn chọn thẳng con iPhone 14 Plus, bởi vì cái con máy này nó quá phù hợp với nhu cầu của bạn. Thứ nhất về chụp ảnh đi, thì 14 Plus nó có cảm biến tốt hơn so với con iPhone 12 Pro Max, là cái khả năng chụp ảnh của nó cũng sẽ tốt hơn rồi, và nhu cầu của bạn đang nhắm thẳng tới chụp ảnh mà, đúng không ạ? Và cái thứ hai đấy là con iPhone 14 Plus nó cũng sẽ sử dụng con chip mới mẻ hơn, xịn hơn là con A15 Bionic, nên là cái khả năng xử lý hình ảnh của nó sau khi chụp hình xong á, nó cũng sẽ tốt hơn, và nó cũng sẽ được áp dụng những thuật toán ngon hơn để khi mà các bạn chụp ảnh nó sẽ xử lý hình ảnh của bạn mịn màng hơn, đặc biệt là xử lý ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. Thế nên rõ ràng nếu như đã ngắm thẳng tới cái khả năng chụp ảnh thì 14 Plus nó đang là con máy làm tốt hơn ở cái camera chính. Mình đang nói là ở cái camera chính nha. Còn về camera ultra wide thì 14 Plus hay là 12 Pro Max nó cũng sẽ chỉ xem với nhau thôi, 1:9:1:10, không có nhiều sự khác biệt. Nhưng mà iPhone 12 Pro Max nó lại có lợi thế ở cái camera tele. Thì không biết là bạn có dùng nhiều tele hay không. Nếu như bạn đang ngắm tới một chiếc máy phải có tele thì bạn sẽ chỉ có thể lựa chọn được 12 Pro Max mà thôi. Rồi, cái thứ hai đấy là bạn không game thì cái con iPhone 12 Pro Max và 14 Plus, con nào không chơi game thì dùng nó cũng ngon cả. 12 Pro Max nó chỉ bị một cái vấn đề liên quan đến nhiệt độ mà thôi, và cái vấn đề này nó sẽ chỉ đến khi bạn chơi game mà thôi. Còn nếu như bạn đã không chơi game rồi thì 12 Pro Max và 14 Plus không có lý do gì để mà phân vân hai con này. Nhưng mà cái con iPhone 14 Plus á, nó lại nhỉnh hơn ở cái vòng đời, bởi vì dù gì đi nữa nó cũng là cái con máy ra sau 2 năm, nên các bạn có thể dùng thêm được 2 năm nữa, nhận được thêm 2 phiên bản cập nhật nữa so với iPhone 12 Pro Max. Nên đây cũng sẽ là một yếu tố nó ảnh hưởng đến cái quyết định của chúng ta khi mà lựa chọn chiếc điện thoại, đúng không ạ? Bạn sẽ nhận được nhiều hơn 2 phiên bản cập nhật phần mềm lớn, 2 phiên bản lớn nha các bạn, không ít đâu. Rồi, cho tới một cái vấn đề nữa đấy là bạn sử dụng để coi TikTok, thì đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần để ý tới, đó chính là thời lượng sử dụng pin. Bởi vì bạn dùng TikTok thì chúng ta sẽ phải đốt pin khá là nhiều, đặc biệt là đi ra ngoài mà xem TikTok bằng 4G nữa thì nó cũng đốt khá đấy. Thì hai con này, 14 Plus đang là con máy cho bạn một cái thời gian sử dụng pin tốt hơn. Bởi vì thứ nhất đấy là cái con máy này nó đang là máy mới mẻ hơn, pin ít bị chai hơn. Và thứ hai đấy là cái con chip của nó cũng được tối ưu tốt hơn để nó không bị quá nhiệt, nó không cắn pin để bù vào cái hiệu năng của nó. Thế nên khi mà tổng kết lại tất cả cái nhu cầu của bạn thì iPhone 14 Plus đang là con máy hợp lý hơn để bạn có thể chọn. 12 Pro Max nó sẽ chỉ hợp lý khi mà bạn cần một, đấy là thiết kế của nó phải sang xịn mịn, dòng Pro mà. Và cái thứ hai đấy là bạn cần một chiếc máy phải có cam tele. Thế thôi, chỉ có hai lý do đấy để lựa chọn iPhone 12 Pro Max thôi. Còn nếu như bạn không có nhu cầu về hai cái sự lựa chọn đó thì ok, bỏ con iPhone 12 Pro Max ra, chọn hẳn cho mình con iPhone 14 Plus. Đó, còn lại những cái nhu cầu khác của hai con này, ví dụ như trải nghiệm màn hình này, 14 Plus thậm chí nó còn nhỉnh hơn ở phần độ sáng khi mà bạn sử dụng ở ngoài trời, hay là ở một thời điểm nào đó tự nhiên các bạn muốn chơi game, hay là các bạn muốn chơi game cùng bạn bè chẳng hạn, thì iPhone 14 Plus nó cũng cho bạn cái khả năng hạc co tốt hơn với những tựa game từ mức khá trở lên, ví dụ như là PUBG Mobile Max Setting hay là Genshin Impact với cái mức setting gọi là ở mức trung bình khá chẳng hạn. Còn nếu như bạn muốn chơi Genshin Impact mà kiểu Max Setting thì tất nhiên chúng ta sẽ phải trang bị thêm những con tản nhiệt sáu lạnh, thì khi đó các bạn có thể chơi một cách thoải mái hơn. Và trên đó là cái tư vấn, cái giải đáp của mình dành cho thắc mắc của bạn Quang Lê 7820 về việc là lựa chọn con iPhone 12 Pro Max hay là 14 Plus. Và bây giờ mình tin rằng bạn cũng đã có câu trả lời riêng dành cho mình rồi, và sự lựa chọn cuối cùng của bạn là gì thì hãy comment để lại ở phía bên dưới để mình biết, và cũng như chúng ta sẽ thảo luận thêm về các chủ đề khác. Và đừng quên hãy tới với XT Mobile để lựa chọn máy rẻ thật nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.